Cô đang làm gì đấy? Tiểu Liễu bưng ly nước đứng trước cửa phòng bếp, thấy Lâm Tâm Ngôn đang cầm điện thoại bàn trong phòng khách định gọi điện, bèn lên tiếng chất vấn. Không phải giọng của má mì, Lâm Hy Thần cau mày. Cậu vẫn cảm thấy người đó là má mì, cậu phải bình tĩnh, nhưng giờ đây cậu thực sự không thể bình tĩnh được, giọng cậu khẽ run, là má mì phải không? Lâm Tân Ngôn à một tiếng và không đếm xỉa đến lời chất vấn của Tiểu Liễu. Cô muốn trả lời con trai mình, nói với cậu bé rằng đừng lo lắng cho cô. Cô rất khỏe, nhưng Tiểu Liễu đã nhào qua giật lấy điện thoại trong tay cô, đồng thời cúp máy. Cậu chủ đã nói là không cho cô gọi điện thoại, cô quên rồi à? Lâm Tâm Ngôn nhìn Tiểu Liễu, cậu chủ của cô đã cứu tôi, nhưng anh ta không cho tôi liên lạc với người nhà. Cô không thấy điều này rất quá đáng ư? Điều này đúng thật là không phù hợp với lẽ thường, nhưng cô ấy tin Bạch Dận Ninh làm vậy là có lý do, chắc là cậu chủ có dụng ý của riêng mình, cô chỉ cần nghe theo cậu ấy là được. Cô có biết người nhà của tôi không liên lạc được với tôi, họ sẽ rất lo lắng cho tôi không? Lâm Tâm Ngôn cố gắng thuyết phục cô ấy. Tiểu Liễu ôm điện thoại bàn vào ngực mình vì sợ Lâm Tân Ngôn sẽ qua giành lấy. Cô ấy thừa nhận Lâm Tân Ngôn nói rất có lý, nhưng cô ấy không thể làm trái lời cậu chủ. Tiểu Liễu, đừng nói nữa, để tôi dìu cô vào phòng để ngăn Lâm Tân Ngôn lấy điện thoại bàn. Tiểu Liễu đặt nó lên bàn trong phòng ăn, sau đó chạy qua dìu cô. Đi thôi, cô cũng đừng làm khó tôi. Nếu có thực sự cần liên lạc với người nhà thì cứ nói với cậu chủ nhà tôi. Nếu cậu ấy đồng ý, tôi sẽ không bao giờ ngăn cản cô. Lâm Tân Ngôn hoàn toàn không biết gì về Bạch Dận Ninh, thậm chí không biết mục đích của anh ấy là gì khi không cho phép cô gọi điện thoại. Cô đã ở đây lâu rồi hả, Tiểu Liễu? Lâm Tân Ngôn thản nhiên hỏi để thử thám thính đôi chút về Bạch Dận Ninh. Đúng vậy. Tôi chăm sóc cho cậu chủ đã lâu. Tiểu Liễu rất đơn thuần, Lâm Tâm Ngôn hỏi là cô ấy trả lời. Vậy tại sao anh ấy lại một mình ở đây? Không thấy ba mẹ anh ấy nhỉ? Lâm Tâm Ngôn sợ cô ấy nghi ngờ mình có mục đích, cuối cùng bổ sung thêm một câu. Ngôi nhà lớn thế này mà chỉ có một mình anh ấy sống thì rất quạnh quẽ. Tôi cũng chưa từng gặp mẹ cậu ấy, chỉ từng gặp ba cậu ấy. Có điều ba cậu ấy đã qua đời. Bây giờ trong nhà chỉ còn một mình anh ấy. Giàu, ồ, vậy anh ấy làm gì? Lâm Tâm Ngôn cố tình giả vờ như chưa thấy việc đời mà nhìn quanh trong nhà. Trông anh ấy có vẻ rất... Đây là lần đầu tiên cô đến Bạch Thành nên cô không biết. Nhưng không ai ở Bạch Thành không biết nhà họ Bạch. Tiểu Liễu khá tự hào về nhà họ Bạch. Đừng thấy cậu chủ không đứng được. Nhưng cậu ấy rất giỏi, 70% người Bạch Thành đều làm việc trong doanh nghiệp của nhà họ Bạch. Một mình cậu ấy đã giải quyết công ăn việc làm của biết bao nhiêu người đấy. Khi nói đến Bạch Dận Ninh, hai mắt cô ấy tỏa sáng và tràn đầy khoe khoang. 60%, đúng là không ít. Bạch Thành có tổng cộng bao nhiêu người? Lâm Tâm Ngôn lại hỏi. Khoảng 5-60.000 gì đó. Tôi cũng không quá rõ. Tiểu Liễu đỡ cô ngồi xuống, chậm chân lại một chút. Lâm Tâm Ngôn vịn Tiểu Liễu để đặt chân lên giường và nhìn cô ấy. Cô đã từng đến nơi khác chưa? Ví dụ như thành phố B, cô có biết nó cách nơi này bao xa không? Tôi không biết, tôi chưa đi bao giờ. Chắc không xa lắm, cũng gần thôi. Lâm Tâm Ngôn nằm dài ra giường. Về cơ bản, cô đã có thể kết luận rằng những gì Tiểu Liễu nói là thật. Cô gái này thực sự rất đơn thuần, cũng không biết cách che giấu. Sự ngưỡng mộ và yêu thích của cô ấy dành cho Bạch Dận Ninh có thể thấy được chỉ qua một cái liếc mắt. Cô Lâm ngủ một lát đi. Nếu cô buồn chán, tôi tìm sách cho cô đọc nhé. Tiểu Liễu hỏi thử. Lâm Tân Ngôn đã ngủ rồi, lúc này cô không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Cô muốn đọc tiểu sử nhân vật, tiểu thuyết ngôn tình hay thể loại nào khác? Cô có thể cho tôi một cây bút chì đen và giấy 4K không? Đọc sách chỉ để giết thời gian, tốt hơn là tận dụng thời gian này để làm những việc cô thích. Cô cần chúng để làm gì? Tiểu Liễu chợt hiểu ra, cô thích vẽ tranh hả? Lâm Tân Ngôn lắc đầu,
Tôi là nhà thiết kế thời trang, cần những thứ này để vẽ. Tiểu Liễu trợn to hai mắt và nhìn cô đầy ngưỡng mộ. Cô là nhà thiết kế thời trang. Wow, thật lợi hại. Lâm Tâm Ngôn thẹn thùng trước ánh mắt nóng bỏng của cô ấy. Một nhà thiết kế thời trang mà thôi, chỉ có chút ít thành tích trong lĩnh vực của riêng mình, không có gì đáng nhắc tới. Cô chờ chút, tôi đi lấy cho cô. Tiểu Liễu thì rất phấn khích, như thể nhà thiết kế thời trang là nhân vật gì đó ghê gớm lắm vậy. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Liễu đã cầm giấy bút Lâm Tâm Ngôn cần vào phòng và đưa nó cho Lâm Tâm Ngôn. Cô ấy còn đặt một cái bàn ăn nhỏ lên giường, sau đó nói một cách khó hiểu, được thấy thật rồi. Huyết áp, Lâm Tâm Ngôn khó hiểu nhìn cô ấy. Cái gì thật? Tiểu Liễu hơi xấu hổ, xoa xoa tay nhỏ giọng đáp, hồi nhỏ tôi cũng muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang. Nhưng tôi không có cơ hội học, thậm chí chưa từng thấy nhà thiết kế thời trang. Ý tôi là ngoài đời thật, trên TV thì đã thấy rồi. Nếu cô thích, tôi có thể dạy cô. Lâm Tâm Ngôn cũng không keo kiệt khi phải dạy cho người khác những gì mình biết. Thiết kế thời trang chỉ có thể dạy về kỹ xảo, cảm hứng vẫn phải phụ thuộc vào chính bản thân. Thật ư? Hai mắt Tiểu Liễu sáng ngời, nhưng nghĩ đến Bạch Dận Ninh, giọng cô ấy nhỏ xuống, mà thôi sao vậy? Lâm Tâm Ngôn không hiểu, chồng cô ấy có vẻ rất thích, có cơ hội tiếp xúc thì tại sao lại không muốn học? Cậu chủ yêu cầu tôi chăm sóc cô và dặn là không được để cô mệt mỏi. Nếu biết tôi để cô dạy cho tôi, cậu ấy chắc chắn sẽ tức giận. Chúng ta không nói cho anh ấy là được mà. Lâm Tâm Ngôn nói ra biện pháp của mình. Không được, không được. Tiểu Liễu xua tay liên tục. Tôi không thể lừa dối cậu chủ Lâm Tâm Ngôn. Cô chẳng biết miêu tả kiểu nghe lời của Tiểu Liễu đối với Bạch Dận Ninh như thế nào nữa. Hèn mọn thế đấy. Thích một người là như vậy ư? Tiểu Liễu, để thu hút ánh mắt của một người, việc đầu tiên là phải có điểm nổi bật, vậy mới có thể thu hút sự chú ý của một người. Lâm Tâm Ngôn không nhịn được mà muốn giúp đỡ cô gái này. Cô có thể thấy được Tiểu Liễu rất tốt bụng. Bạch Dận Ninh bảo Tiểu Liễu chăm sóc cho cô thì chắc chắn anh ấy cũng biết lòng trung thành của cô ấy đối với anh ấy. Tiểu Liễu biết Lâm Tâm Ngôn muốn nói gì, cô ấy biết rõ thân phận của mình. Dù mọi người có biết sự ngưỡng mộ và yêu thích của cô ấy đối với Bạch Dận Ninh, cô ấy cũng không thể thổ lộ. Thân phận của cô ấy sao có thể xứng với cậu chủ cơ chứ? Cô ấy không cần nhiều, chỉ cần có thể ở bên cạnh cậu chủ, chăm sóc cho cậu chủ, cô ấy đã rất thỏa mãn rồi. Cô ấy không đòi hỏi những thứ xa vời khác. Cô Lâm, cô vẽ đi, tôi ra ngoài trước, cô cần gì thì gọi tôi. Dứt lời, cô ấy chạy nhanh ra khỏi phòng, như thể đang trốn tránh thứ gì đó. Lâm Tâm Ngôn thở dài một hơi. Nếu cô ấy không cố gắng đứng trước mặt người khác, làm sao Bạch Dận Ninh có thể nhìn thấy cô ấy chứ? Thân phận rất quan trọng, nhưng cô nghĩ người quan trọng hơn. Cô không biết. Khi ngòi bút chạm vào giấy, cô dường như biết được mình muốn vẽ cái gì, và rồi ngòi bút bay múa trên giấy. Cậu chủ Bạch Dận Ninh về đến nhà, Tiểu Liễu vội vàng cầm lấy áo khoác của Bạch Dận Ninh từ tay tài xế. Bạch Dận Ninh liếc về phía phòng của Lâm Tâm Ngôn và hỏi, hôm nay cô ấy đã làm gì ở nhà? Tiểu Liễu không hề giấu giếm mà trả lời ngay lập tức, hôm nay cô Lâm ra khỏi phòng để gọi điện thoại. Bạch Dận Ninh ngước mắt lên nhìn cô ấy. Tiểu Liễu vội vàng giải thích, em chỉ vào phòng bếp rót một ly nước, không phải cố tình để cô ấy có cơ hội chạm vào điện thoại. Có gọi được không? Bạch Dận Ninh cắt ngang lời giải thích lộn xộn của cô ấy. Tiểu Liễu nghĩ ngợi rồi lắc đầu. Không có, em đã cúp máy. Anh biết rồi, dứt lời, anh ấy đẩy bánh xe lăn về phía phòng của Lâm Tâm Ngôn. Cửa phòng của Lâm Tâm Ngôn không đóng. Cô đã vẽ rất nhiều tờ bản vẽ, vì hơi mệt nên nằm nhoài xuống mặt bàn để nghỉ ngơi, sau đó cũng vô thức ngủ thiếp đi. Bạch Dận Ninh đẩy bánh xe lăn nhẹ hơn, khi tới gần giường mới phát hiện Lâm Tâm Ngôn đã ngủ.
Anh ấy đưa tay cầm lấy bản vẽ trên bàn của cô, nét vẽ tinh tế mượt mà. Anh biết đây chỉ là bản vẽ phác thảo, nhưng ý tưởng và sáng kiến của cô lại có thể làm cho người ta nhìn ra được cô muốn thể hiện cái gì. Có thể thấy rằng kỹ năng của cô rất cao. Anh ấy ngước mắt lên nhìn cô và thầm nghĩ, cô là nhà thiết kế thời trang ư? Cậu chủ, cô ấy là nhà thiết kế thời trang đó, Tiểu Liễu đã vào phòng từ lúc nào chẳng hay. Khi thấy Bạch Dận Ninh cầm bản vẽ, cô ấy bèn bước tới nhìn xem. Quả nhiên Lâm Tân Ngôn không nói dối, cô là một nhà thiết kế thời trang, nếu không thì làm sao chỉ vẽ bừa mà có thể vẽ ra bản thảo khiến người ta kinh ngạc như thế. Mặt Bạch Dận Ninh hơi sầm lại, như thể vì giọng cô ấy quá to. Tiểu Liễu vội vàng cúi đầu xuống, tủi thân mím môi. Cô ấy không cố tình làm ồn lúc Lâm Tân Ngôn ngủ, chỉ là nhìn thấy bản vẽ trong tay anh nên theo bản năng giải thích một câu. Tiểu Liễu, sau này không được lỗ mãng như vậy nữa. Tiểu Liễu rũ đầu xuống, em biết rồi. Trong lúc ngủ mơ, Lâm Tân Ngôn nghe thấy ai đó nói chuyện, cô cau mày thật chặt, rồi từ từ mở mắt ra. Có phải tôi đã đánh thức cô không? Bạch Dận Ninh nhìn người phụ nữ vừa tỉnh lại với đôi mắt ngái ngủ. Lâm Tân Ngôn giơ tay lên dụi mắt, động tác này mới làm cô phát hiện tay mình đã tê cứng, cô khó chịu kêu một tiếng. Sao vậy, tay tê rồi hả? Bạch Dận Ninh giơ tay ra, phải tay này không? Tôi xoa bóp giúp cô. Lâm Tân Ngôn đột nhiên rút cánh tay bị anh ấy chạm vào, sau đó vội vàng xua tay. Không cần, không cần, tôi tự làm là được. Lúc nói chuyện, cô dùng sức xoa bóp cánh tay bị tê của mình, cố gắng nhanh chóng giảm bớt sự tỉ mất cảm giác này. Bạch Dận Ninh lặng lẽ rút tay lại, anh ấy cũng không tức giận vì sự chán ghét của Lâm Tân Ngôn mà hỏi, có thích không? Ha! Khi chạm vào bể cá bên cạnh giường, Lâm Tân Ngôn mới hiểu anh ấy đang nói về cái gì, bèn gật đầu qua loa, cá rất hiếm. Bạch Dận Ninh đặt bản vẽ lên bàn, sau đó vừa rút tay lại vừa nói, nếu nó có thể khiến cô mỉm cười, đó là may mắn của nó. Lâm Tân Ngôn cúi đầu giả vờ không nghe thấy và sắp xếp lại các bản vẽ của mình, làm anh chê cười rồi. Không, cô vẽ rất tốt. Chắc hẳn cô là một nhà thiết kế rất nổi tiếng nhỉ? Tuy đó là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại là khẳng định. Không phải Lâm Tân Ngôn cũng không muốn tiết lộ quá nhiều về bản thân trước mặt anh ấy. Cô hoàn toàn không biết gì về người đàn ông trông rất dịu dàng này cả. Có thể xưng bá một phương cũng không phải người đơn giản gì đâu nhỉ? Tôi tin vào ánh mắt của mình, Bạch Dận Ninh chắc chắn. Lâm Tân Ngôn lật giấy vẽ lại rồi đặt lên bàn, rõ ràng là cô không muốn nói nhiều về vấn đề này. Bạch Dận Ninh rất tinh mắt, không tiếp tục chủ đề này nữa, ở mãi trong phòng rất nhàm chán phải không? Lâm Tân Ngôn lắc đầu, cũng tạm. Hay tôi dẫn cô ra ngoài tham quan nhé? Bạch Dận Ninh mỉm cười. Trên mặt anh ấy vẫn luôn có nụ cười mỉm. Lâm Tân Ngôn định từ chối, nhưng nghĩ đến việc ra ngoài có thể biết thêm về môi trường xung quanh nên đã đồng ý. Nhưng chân của tôi, Lâm Tân Ngôn bối rối, chân cô bị thương nên không thể đi lại, cô cũng không muốn trở thành người què, cô muốn sớm khỏe lại, sau đó sớm trở về. Tôi dìu cô, Bạch Dận Ninh đưa tay ra, để tôi dìu cho. Tiểu Liễu vội vàng bước tới đỡ Lâm Tân Ngôn vì sợ cô sẽ thực sự vịn vào cánh tay của Bạch Dận Ninh. Tôi đi đứng bình thường, như vậy cô Lâm sẽ thuận tiện hơn. Lâm Tân Ngôn đương nhiên biết ý đồ của Tiểu Liễu, cô ấy không muốn cô có tiếp xúc thân thể với Bạch Dận Ninh. Cô cũng rất vui khi được làm việc này, thế là nắm lấy cánh tay của Tiểu Liễu, cứ để Tiểu Liễu dìu tôi đi. Bạch Dận Ninh liếc nhìn Tiểu Liễu và không nói gì, chỉ lăn bánh xe lăn ra ngoài cửa. Anh ấy ngoảnh đầu lại nhìn thoáng qua Lâm Tân Ngôn, tới phòng sách của tôi trước đi. Phòng ngủ và phòng sách của anh ấy đều ở tầng 1, cách phòng của Lâm Tân Ngôn cũng không xa, đi vài bước là đã đến, anh ấy đẩy cửa vào phòng trước. Tiểu Liễu dìu Lâm Tân Ngôn theo sau, Bạch Dận Ninh nói, giúp cô ấy ngồi lên ghế,
còn em ra ngoài trước đi. Tiểu Liễu rất muốn ở lại, nhưng rõ ràng là Bạch Dận Ninh muốn đuổi cô ấy ra. Mặc dù không muốn, nhưng Tiểu Liễu cũng không dám làm trái lời Bạch Dận Ninh. Sau khi đỡ Lâm Tâm Ngôn ngồi xuống ghế, cô ấy đành phải ra khỏi phòng. Khi đóng cửa lại, cô ấy liếc nhìn Lâm Tần Ngôn. Lâm Tâm Ngôn rất muốn nói với cô ấy rằng đừng lo lắng, cô không có ý gì với Bạch Dận Ninh cả, để làm cô ấy yên tâm. Nhưng vì đang ở trước mặt Bạch Dận Ninh, cô không thể nói ra những lời này, chỉ có thể nhịn lại. Cửa phòng sách đóng lại, Bạch Dận Ninh đẩy xe lăn đến trước bàn đọc sách và như vô tình hỏi, cô đã học vẽ tranh chuyên nghiệp hả? Không hẳn, tôi từng học ở học viện thiết kế thời trang, ở đó đòi hỏi phải vẽ tranh nên cũng coi như là kỹ năng cơ bản, Lâm Tần Ngôn trả lời trôi chảy. Nhưng trong lòng cô càng tăng thêm cảnh giác đối với Bạch Dận Ninh. Anh ấy rất thông minh, mở đầu chủ đề nói chuyện giữa hai người một cách dễ dàng. Bạch Dận Ninh cười, cô có thích đọc sách không? Thỉnh thoảng thôi, cô có rất ít thời gian để đọc sách, thỉnh thoảng cũng chỉ đọc sách liên quan đến thiết kế thời trang. Tôi thích nó, Bạch Dận Ninh nói đầy sâu xa, tôi đi lại không tiện, không có bạn bè gì, chỉ có những cuốn sách này có thể làm bạn với tôi. Mặc dù anh ấy che giấu rất tốt, nhưng Lâm Tần Ngôn vẫn phát hiện ra sự mất mát và chán nản trong giọng nói của anh ấy. Có ai không để ý đến việc mình không thể đi lại cơ chứ? Tầm mắt của Lâm Tần Ngôn chạm vào kệ sách phía sau bàn đọc sách. Kệ sách được làm bằng gỗ đàn hương đỏ. Nó cao và rộng bằng bức tường và phủ kín phía trước vách tường. Trên kệ được đặt rất nhiều dãy sách khác nhau, có nhiều cuốn Lâm Tần Ngôn chưa bao giờ nghe tới tên của nó. Đây là cuốn sách tôi thích nhất, Bạch Dận Ninh lấy ra một cuốn sách từ dưới cùng của kệ. Nó rất dày và có bìa màu xanh lam. Anh ấy đưa nó cho Lâm Tần Ngôn, lúc đưa qua thì không cẩn thận đụng vào một khung hình trên bàn đọc sách. Lâm Tần Ngôn cũng không cố tình nhìn lén người trong bức ảnh là ai. Cô chỉ vô tình liếc qua, cuối cùng không thể rời mắt. Dục Tú, mẹ kế của Tổng Cảnh Hạo. Tại sao ảnh của bà ấy lại xuất hiện trên bàn đọc sách của Bạch Dận Ninh? Họ có quan hệ gì? Hàng ngàn suy nghĩ bay tán loạn trong đầu cô như những con ruồi nhặng không đầu không đuôi. Bạch Dận Ninh âm thầm quan sát những thay đổi trong nét mặt của Lâm Tần Ngôn. Đúng như dự đoán, khi nhìn thấy người trong bức ảnh, vẻ mặt của cô đã thay đổi. Sau đó ánh mắt anh ấy lại rời sang cổ tay của Lâm Tần Ngôn. Anh ấy cầm khung hình lên và nhìn người phụ nữ trong ảnh. Người phụ nữ trong ảnh cũng đeo chiếc vòng ngọc đó. Qua phản ứng của Lâm Tần Ngôn, anh ấy đã chắc chắn suy nghĩ của mình. Bà ấy là... Lâm Tần Ngôn buột miệng thốt lên. Điều này thật kỳ lạ. Tại sao ảnh của Dục Tú lại xuất hiện ở đây? Bạch Dận Ninh tiếp tục đưa cuốn sách trong tay anh ấy qua. Cô có thể đọc nó lúc rảnh rỗi. Nó rất thú vị. Anh ấy cố tình thay đổi chủ đề. Mặc dù anh ấy cố tình thăm dò phản ứng của Lâm Tần Ngôn khi nhìn thấy bức ảnh để xác định suy đoán của mình, nhưng cũng không muốn nói với cô về nó. Lâm Tần Ngôn liếc nhìn Bạch Dận Ninh. Cô đã nhận ra được rằng có vẻ như anh ấy đối xử đặc biệt với cô là vì Dục Tú. Thế nào, cô không thích sách tôi giới thiệu à? Bạch Dận Ninh chưa rút tay lại, cuốn sách vẫn nằm trong tay anh ấy và giữ tư thế đưa cho cô. Lâm Tần Ngôn nhận lấy cuốn sách vì lễ phép, cảm ơn, tôi sẽ nghiêm túc đọc nó. Lúc nói chuyện, ánh mắt cô chạm vào khung hình được cầm lên. Sau đó lại nhìn sang Bạch Dận Ninh, tôi nghe Tiểu Liễu nói trong nhà chỉ có một mình anh thôi. Mặt Bạch Dận Ninh khẽ biến sắc, sau đó bình thường trở lại, anh ấy cười mỉm, đúng vậy. Đơn giản rõ ràng, không chút dư thừa. Lâm Tâm Ngôn biết anh ấy cố tình né tránh, cốc cốc. Ngay lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Tiểu Liễu đứng bên ngoài, cậu chủ, cô Lâm. Đồ ăn đã chín rồi. Đi thôi, Bạch Dận Ninh đẩy xe lăn tới trước mặt cô và vươn tay ra, vịn tôi đi. Lâm Tâm Ngôn không giơ tay ra ngay,
mà là hơi chần chừ. Tôi kêu Tiểu Liễu đỡ tôi. Cô đang từ chối tôi đấy à? Cô không cảm thấy không quá thích hợp khi làm ân nhân của mình khó xử sao? Bạch Dận Ninh khẽ nhướng mày, nụ cười vẫn như cũ, chỉ là lời nói khá đáng sợ khiến Lâm Tân Ngôn không tiện từ chối. Lâm Tân Ngôn vươn tay ra vịn vào tay Bạch Dận Ninh. Mặc dù anh ấy ngồi xe lăn, nhưng Lâm Tân Ngôn cảm nhận được cơ thể anh ấy rất rắn chắc, chắc hẳn bình thường anh ấy đã tập luyện rất nhiều. Bạch Dận Ninh giãn mày lại bình thường và lăn xe lăn đi. Khi tới cửa, Lâm Tân Ngôn nắm lấy tay cửa và kéo cửa phòng ra. Tiểu Liễu còn đứng ngoài cửa, vừa thấy Lâm Tân Ngôn vịn Bạch Dận Ninh thì vội vàng vươn tay ra. Lời chưa ra khỏi miệng, cô ấy đã chạm phải ánh mắt cảnh cáo của Bạch Dận Ninh. Tiểu Liễu hậm hực rút tay lại rồi xoay người rời đi. Đến phòng ăn, Bạch Dận Ninh kéo ghế giúp Lâm Tân Ngôn. Đây là lần đầu tiên chúng ta ngồi cùng nhau ăn tối. Ngoài mặt Lâm Tân Ngôn cười cười, nhưng trong lòng thì nghĩ, chúng ta không quen nhau, và lại cũng mới biết nhau không bao lâu. Trong lúc Tiểu Liễu bưng đồ ăn lên bàn, thỉnh thoảng có liếc nhìn Lâm Tân Ngôn. Lâm Tân Ngôn rất xinh đẹp, thảo nào cậu chủ lại đối tốt với cô. Tiểu Liễu, anh bảo em làm món canh xương hầm, em không làm à? Bạch Dận Ninh chậm rãi trải chiếc khăn ăn lên đùi. Có, em bưng nó lên ngay, Tiểu Liễu kính cẩn đáp. Ngay khi bát canh nóng bốc hơi sắp rới vào người Lâm Tân Ngôn, Bạch Dận Ninh dùng hai tay trượt xe lăn ra sau, rồi lăn bánh tới trước mặt Lâm Tân Ngôn, đồng thời ôm chặt lấy cô để che chắn nước canh nóng hổi dội lên người cô. Cuối cùng toàn bộ nước canh hắt vào lưng anh ấy. Có lẽ vì quá nóng, anh ấy khẽ gầm lên. Cậu chủ, Tiểu Liễu sợ hãi kêu lên. Tiếng kêu sợ hãi của Tiểu Liễu làm Lâm Tân Ngôn tỉnh táo lại. Cô nhìn Bạch Dận Ninh, anh không sao chứ? Bạch Dận Ninh ngước mắt lên và mỉm cười với cô, không sao. Nhưng Lâm Tân Ngôn cảm thấy trong anh ấy không giống như là không sao, bởi vì giọng anh ấy nhỏ hơn bình thường rất nhiều, đó là dáng vẻ làm bộ bình tĩnh. Tiểu Liễu, mau đi gọi bác sĩ. Vâng vâng vâng, tôi đi gọi điện ngay. Cô đang quan tâm tôi ư? Tay Bạch Dận Ninh vẫn giữ nguyên tư thế ôm cô. Khóe mắt anh ấy giờ đây có chút lấp lánh. Con dám khẳng định, người gọi điện thoại cho con chính là má mì con. Lâm Hy Thần nghiêm túc nói. Thẩm Bồi Xuyên nhìn qua hướng Tông Cảnh Hạo, hai người bốn mắt nhìn nhau. Tông Cảnh Hạo hỏi, có thể xác định được vị trí không? Thời gian liên lạc quá ngắn, không thể định vị được vị trí cụ thể, nhưng có thể tra ra được đó là số của khu vực nào. Thẩm Bồi Xuyên nói, con gọi lại theo số này, không phải là có thể tra ra được vị trí cụ thể sao? Lâm Hy Thần không thể giấu nổi sự kích động trong lòng, chỉ muốn nhanh chóng tìm được má mì. Tông Cảnh Hạo nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu nhóc, nhẹ nhàng kéo cậu vào trong lòng. Cậu nhóc muốn cựa quậy, nhưng lại bị Tông Cảnh Hạo túm chặt lấy vai. Má mì của con nếu như được tự do, nhất định sẽ liên lạc với con. Nhưng điện thoại gọi đến, con không hề nghe thấy cô ấy nói, mà lại nghe thấy giọng của người khác. Điều đó có nghĩa là cô ấy không được tự do. Nếu con tùy tiện gọi điện cho cô ấy, nhớ kẻ xấu chuyển cô ấy đi chỗ khác thì sao? Lâm Hy Thần nghĩ cũng phải. Má mì nếu như được tự do, nhất định sẽ liên lạc với cậu. Bây giờ không liên lạc với cậu, chắc chắn là đang bị người ta giám sát. Vậy bây giờ phải làm thế nào ạ? Lâm Hy Thần lo lắng hỏi. Có ba ở đây, chúng ta nhất định sẽ tìm thấy mẹ con. Con đừng lo lắng. Tổng Cảnh Hạo chuyển hướng thành công sự chú ý của cậu nhóc. Lúc này cậu nhóc cũng quên mất mình đang ngồi trong lòng Tông Cảnh Hạo, một lòng suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể tìm được má mì. Thẩm Bồi Xuyên lặng lẽ nhìn không nói gì. Tôi đi nói với tài xế một tiếng về đường đi. Căn cứ theo cuộc gọi của Lâm Tân Ngôn, anh ấy tra ra được số điện thoại đó thuộc khu vực nào, tuy là phạm vi lớn, nhưng đến đó rồi thì cũng là gần chỗ Lâm Tân Ngôn bị nhốt thêm một chút, sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tìm kiếm của họ.
Tông Cảnh Hạo bình thản một tiếng. Chúng ta có thể tìm thấy má mì sao? Lâm Hy Thần hỏi. Có thể, Tông Cảnh Hạo trả lời một cách rất chắc chắn. Anh thề, anh nhất định sẽ tìm được cô trở về. Thẩm Bồi Xuyên bước vào, đợi một chút để xe vào khu phục vụ đổ thêm dầu, mang Tiểu Hy và Tiểu Nhụy ra ngoài hít thở không khí chút đi. Cứ ở mãi trong xe thì thật nhàm chán. Tuy là nói trong xe mọi thứ đều có giống như ở trong nhà, nhưng dù sao thì cũng chỉ là một căn phòng, không gian có hạn. Lâm Hy Thần đứng dậy, cháu ra ngoài với chủ trước. Được, Thẩm Bồi Xuyên đưa tay ra, chú dắt cháu. Lâm Hy Thần rất nghe lời, liền đưa tay tới. Trông thằng bé cẩn thận, Tông Cảnh Hạo dặn dò. Khu phục vụ rất nhiều người, hơn nữa kiểu người nào cũng có rất hỗn loạn. Tôi biết rồi, Thẩm Bồi Xuyên liếc nhìn anh một cái, sao mà bây giờ làm ba rồi, liền biến thành mẹ chồng như vậy. Anh ấy là người lớn, chẳng nhẽ lại không thể chồng nổi một đứa trẻ hay sao? Biết là người ta vì yêu thương con trai, cho nên cũng không muốn nói nhiều. Chúng ta xem có chỗ nào để nghỉ ngơi không? Thẩm Bồi Xuyên đưa Lâm Hy Thần xuống xe, Tông Cảnh Hạo đi ra phía ôm lấy con gái. Cô bé vẫn đang mơ ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng. Anh cúi người bế cô bé lên, bị lay động cô bé liền tỉnh giấc. Đôi mắt to tròn lờ mờ mở ra, nhìn thấy người đang bể mình là Tông Cảnh Hạo, giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào, kêu lên một tiếng, ba. Tiếng ba này khiến trái tim Tông Cảnh Hạo tan chảy, anh hôn lên trán con gái, chúng ta xuống xe hít thở không khí thôi nào. Nghe thấy có thể xuống xe, cô bé lập tức có lại tinh thần, cảm giác uể oải vừa mới ngủ dậy liền tan biến hết, có bán các thứ không ạ? Tông Cảnh Hạo véo chiếc mũi nhỏ của con gái, cưng chiều nói, có. He he, cô bé cười toe toét. Tóc của Lâm Nhụy Hy có chút rối, Tông Cảnh Hạo muốn giúp cô bé trải lại cho gọn gàng, nhưng anh vừa động tay một cái, cô bé liền cau mặt, đau. Những việc như này, Tông Cảnh Hạo thực sự chưa từng làm qua. Anh vội vàng thu tay lại, đặt chiếc lược xuống. Ba chưa từng chải tóc cho người khác bao giờ sao? Lâm Nhụy Hy soi gương, tóc có chút rồi, nhưng cô bé không muốn để ba chải cho. Cô bé bĩu môi, ba, có phải là ba chê con xấu, mới muốn chải tóc cho con không? Tông Cảnh Hạo, nữa, không xấu, con gái của ba là cô bé xinh đẹp nhất, ai cũng không thể sánh bằng Tông Cảnh Hạo bể con gái lên, không chải. Cô bé bám lấy vai anh, con muốn đi mua đồ ăn ngon. Tông Cảnh Hạo liếc nhìn con gái một cái, Lâm Hy Thần nói cô bé là đứa chỉ có tâm hồn ăn uống, có vẻ như cũng có chút đúng. Nhưng anh rất thích. Anh đã thấy qua quá nhiều mưu mô xảo quyệt, thấy qua quá nhiều khuôn mặt đạo đức giả. Bây giờ tự nhiên lại có một đứa trẻ ngây thơ hoạt bát như vậy xuất hiện trong thế giới của anh, khiến anh cảm thấy cuộc sống của mình không còn nhàm chán vô vị nữa. Ba, chỗ đó Lâm Nhụy Hy giơ ngón tay ra chỉ về hướng siêu thị cách đó không xa. Tông Cảnh Hạo kiên nhẫn nói, ba nhìn thấy rồi. Anh có phần thấy bất lực, nhưng lại đặc biệt thích thú. Bước vào siêu thị, Lâm Nhụy Hy muốn xuống, cô bé muốn tự mình chọn đồ ăn. Có lẽ là do đồ trong siêu thị ở khu phục vụ đắt, nên không có mấy người vào, Tông Cảnh Hạo thả cô bé xuống, cô bé vui vẻ chạy nhảy. Tông Cảnh Hạo khẽ cau mày, nhanh chóng đi theo cô bé, từ từ thôi. Lâm Nhụy Hy nhận lấy chai nước, chạy đến chỗ quầy thanh toán đưa cho cậu bé lúc nãy, cái này cho cậu. Cô không mua cái này, mẹ cậu bé có chút ngại ngùng nói. Cái này ba cháu trả tiền ạ, Lâm Nhụy Hy vẫn kiên nhẫn giơ tay ra. Cô bé mở to đôi mắt lấp lánh, nhìn cậu bé. Cậu bé đó dáng người gầy, mặc một chiếc áo hoodie kẻ sọc đen, không phải đồ hiệu, thậm chí không phải đồ mới, nhưng rất sạch sẽ. Cậu bé đó nhìn Lâm Nhụy Hy, nhưng không đưa tay ra. Cô bé tuy là đầu tóc rối bù nhưng cậu có thể nhìn ra được, cô bé này
có lẽ là con cái của một gia đình giàu có nào đó. Nhìn vào đôi mắt ngây thơ không màng sự đời của cô bé, có thể thấy cô bé là một đứa trẻ luôn được yêu thương che chở. Chưa từng bị cuộc đời giày vò, không biết những gian khổ của cuộc sống, không biết những nham hiểm của lòng người, thì mới có thể giữ được đôi mắt trong sáng đến như vậy. Cậu bé lịch sự nói, cảm ơn, không cần đâu. Nhưng không phải cậu rất muốn có nó sao? Lâm Nhụy Hy chớp chớp đôi mắt. Tớ muốn, nhưng tớ sẽ tự dựa vào bản thân mình. Nói xong cậu bé liền nắm lấy tay mẹ mình. Mẹ à, chúng ta đi thôi. Bà mẹ đó trả tiền chai nước khoáng, sau đó mang con trai rời đi. Lâm Nhụy Hy vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu bé, không biết nên làm thế nào. Cô bé đã làm gì sai sao? Cô bé sai rồi sao? Lâm Nhụy Hy vì bị từ chối nên bắt đầu hoài nghi bản thân có phải đã làm gì sai rồi không. Cô bé liên tục tự hỏi lòng mình. Tông Cảnh Hạo ôm lấy con gái, dịu dàng xoa đầu cô bé, an ủi nói, Tiểu Nhụy buồn rồi phải không? Lâm Nhụy Hy gật đầu, con thấy cậu ấy rất muốn có nó, nên mới muốn tặng nó cho cậu ấy, nhưng tại sao cậu ấy lại không cần? Tông Cảnh Hạo hướng về phía cửa sổ, nheo mắt nhìn hai mẹ con đó đang đứng trước một chiếc xe khách lớn. Anh có thể nhìn ra cậu bé đó là một đứa trẻ rất tự trọng, rất can trường. Xem ra lớn lên nhất định sẽ trở thành một người rất có năng lực. Tiểu Nhụy, trên đời này không phải lúc nào thật lòng cũng đều có thể đổi lại được thật lòng. Không phải lúc nào lương thiện cũng đều có thể được đón nhận. Anh biết con gái mình lương thiện, thấy cậu bé đó muốn mà không có được, nên cô bé rất đồng cảm. Nhưng có lẽ trong mắt cậu bé đó, sự lương thiện của Lâm Nhụy Hy lại trở thành sự thương hại với cậu ấy. Cho nên cậu ấy không muốn nhận lấy sự thương hại đó. Anh nhẹ nhàng xoa đầu con gái, má mì của con đã bảo bọc con quá tốt. Tông Cảnh Hạo một tay xách túi đồ, một tay bế con gái, họ đi ra khỏi siêu thị. Vừa lúc có một chiếc xe khách lớn đi tới, hai mẹ con khi nãy vào siêu thị mua đồ cũng đang ngồi trên chiếc xe đó. Lúc cậu bé đó lên xe, có quay đầu lại nhìn một cái, cô bé nhỏ được người ta bế. Trong lòng nghĩ, thực sự là một đứa trẻ ngây thơ, nhưng rất đáng yêu. Đi thôi mẹ cậu thúc giục một tiếng. Cậu bé đành phải lên xe. Anh trai đâu ạ? Lâm Nhụy Hy nhìn ngang nhìn dọc, khắp nơi đều là xe, khắp nơi đều là người. Cô bé cơ bản không phát hiện ra trên kính cửa sổ của chiếc xe khách lớn đó, phản chiếu một đôi mắt đen sáng, đang nhìn cô bé. Rất nhanh sau đó chiếc xe khách đã rời xa, cắt đứt tầm nhìn của cậu bé. Bà, chỗ đó đang làm gì vậy ạ? Lâm Nhụy Hy chỉ vào chỗ bán kẹo hổ lô cách đó không xa, phía sau có một đám người vây quanh xem rất náo nhiệt. Cô bé ôm lấy cổ Tông Cảnh Hạo, ba ơi, con muốn ăn kẹo hổ lô. Tông Cảnh Hạo ngẩng đầu nhìn trời, lại nhìn vào túi đồ lớn đang xách trên tay. Con gái muốn. Vậy chỉ có một chữ, mua. Ba thật là tốt. Lâm Nhụy Hy ôm lấy mặt Tông Cảnh Hạo, lại hôn, lại cọ sát, thậm chí đến một núi bằng cũng có thể tan chảy ngay lập tức. Kẹo hổ lô trước đây chỉ có quả sơn tra bọc đường, nhưng bây giờ có rất nhiều loại quả khác nhau được xiên thành từng xiên rồi phủ lên một lớp đường. Lâm Nhụy Hy muốn một xiên sơn tra nguyên bản. Những quả sơn tra đỏ đỏ bọc đường óng ánh, nhìn trông vô cùng ngon miệng. Cô bé ếm miệng, chắc chắn là rất ngon đây. Tông Cảnh Hạo trả tiền xong, chúng ta phải đi thôi. Cô bé liền gật đầu, những thứ muốn đều có được rồi, cô bé thấy rất thỏa mãn. Trở lại xe, bình dầu đã được đổ đầy rồi, Thẩm Bồi Xuyên cũng đã mang Lâm Hy Thần trở về, trên tay cậu bé cũng cầm một xiên kẹo hổ lô. Hai người sao lại chậm chạp như vậy? Con với chú Bồi Xuyên đã về được một lúc rồi. Lâm Hy Thần nhìn đống đồ mà Tông Cảnh Hạo xách lên xe, rồi lại nhìn em gái, trong lòng hiểu rõ, khẽ thở dài. Thẩm Bồi Xuyên nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, mới có tí tuổi, thở dài cái gì?
Lâm Hy Thần cong môi, ngồi lên ghế sofa ăn kẹo hổ lô. Thẩm Bồi Xuyên theo Tông Cảnh Hạo ra phía sau. Tô Trạm giải quyết việc của Hà Thụy Lâm rồi. Đợi chút nữa nói, Tông Cảnh Hạo ngắt lời anh ấy. Anh không muốn con gái nghe được mấy chuyện ô uế đó. Thẩm Bồi Xuyên lập tức ngậm miệng lại. Tôi xuống xe đợi cậu. Tông Cảnh Hạo đặt con gái vào chỗ ngồi, sau đó đặt đồ ăn lên bàn. Con với anh trai ở trong xe, ba và chú Thẩm có chuyện cần nói. Con biết rồi. Lâm Nhụy Hy lúc này rất hiểu chuyện, vô cùng ngoan ngoãn. Tông Cảnh Hạo xoa đầu cô bé. Cô bé túm lấy đầu nói, tóc đã rối rồi, ba còn xoa như vậy làm nó càng rối hơn, chút nữa xấu quá, tìm được má mì rồi, má mì lại không nhận ra con đâu. Tông Cảnh Hạo khẽ cười, véo má cô bé, ai dám nói con gái của ba xấu. Lâm Nhụy Hy phấn khích, cười toe toét, để lộ ra một hàm răng nhỏ trắng tinh. Tông Cảnh Hạo xuống xe, Thẩm Bồi Xuyên đã đứng ở trước cửa xe, thấy anh bước xuống, liền lùi về phía sau hai bước, nhường chỗ cho anh. Họ tiến lên phía trước vài bước, nhưng cách chỗ xe không xa. Lâm Vũ Hàm chết rồi. Nét mặt Tông Cảnh Hạo ngơ ra, sao người chết lại là cô ta? Lúc đó trên người Lâm Vũ Hàm không bị thương, còn Hà Thụy Lâm lại bị tra tấn không nhẹ. Cố ý để hai bọn họ ở trong đó, chính là muốn họ tự giết lẫn nhau. Cái chết của Lâm Vũ Hàm nằm ngoài dự đoán của anh. Anh cứ nghĩ người chết sẽ là Hà Thụy Lâm. Thực ra ai chết đối với anh mà nói đều như nhau. Người không chết thì cũng phạm phải tội giết người, chắc chắn phải ngồi tù. Đến lúc tình tiết nghiêm trọng hơn thì có thể phải chịu án tử hình. Tôi trước đây thực sự không nhìn ra được Hà Thụy Lâm. Suy nghĩ của Thẩm Bồi Xuyên và Tông Cảnh Hạo rất giống nhau, cứ nghĩ người chết sẽ là Hà Thụy Lâm, nhưng không ngờ rằng kẻ không bị thương như Lâm Vũ Hàm lại chết. Thật không ngờ rằng Hà Thụy Lâm lại mạnh đến như vậy, trong tình trạng bị thương nặng đến như vậy mà vẫn có thể giết chết Lâm Vũ Hàm. Bằng chứng cho việc cô ta giết chết Lâm Vũ Hàm vô cùng rõ ràng, cô ta không dễ dàng chối bỏ. Thêm vụ án cú thuế kẻ giết người của anh Vũ Đậu Đậu, cô ta bị kết án tử hình. Hoãn lại thời gian thi hành một năm, lần này những người coi giữ cô ta đều là người của tôi, sẽ không để xảy ra chuyện giống như của Hà Thụy Trạch lần trước đâu. Anh không truy cứu việc Tô Trạm đến nữa, mà liền bắt máy. Quan Kình vừa định thông báo về việc liên quan đến Hà Thụy Lâm, Tông Cảnh Hạo đứng trước cửa sổ xe, bình thản nói, việc này tôi đã biết rồi. Quan Kình thông báo về việc ở công ty, anh mở máy tính lên, xem qua một vài tài liệu mà Quan Kính gửi đến cho anh. Anh xem xong không hỏi thêm gì nữa, liền ký tên rồi gửi lại, dặn dò một vài việc rồi mới ngắt máy. Bầu trời dần chập tối, họ đã đến Bạch Thành. Thẩm Bồi Xuyên nói, chúng ta hôm nay ở lại khách sạn nhé. Mấy ngày này ở trong xe chưa được nghỉ ngơi tốt, hơn nữa cũng là để cho hai đứa trẻ được thư giãn một chút. Tông Cảnh Hạo như thể không nghe thấy, vẫn đang lướt web. Thẩm Bồi Xuyên cau mày nghiêng người qua, xem cái gì đấy? Lời chưa kịp nói xong, anh ấy đã nhìn thấy thông tin hiển thị trên màn hình máy tính. Tông Cảnh Hạo đang xem thông tin liên quan đến Bạch Thành. Đầu tiên là nguồn gốc của Bạch Thành. Chỗ này trước đây không gọi là Bạch Thành, mà gọi là huyện Mông Thành. Ở đây có một doanh nhân tên Bạch Hồng Phi, ông ấy đã giải quyết được vấn đề việc làm cho người dân địa phương. Nên để tưởng nhớ ông ấy, về sau này khi đổi tên, Bạch Thành chính là được đặt theo họ của ông ấy. Dân số ở Bạch Thành không nhiều, nhưng hiện tại phát triển rất mạnh, người dân ở đây cơ bản đều làm việc trong doanh nghiệp của Bạch Thị. Tông Cảnh Hạo tiếp tục kéo xuống, không có nhiều thông tin về Bạch Hồng Phi, ngoại trừ việc ông ấy đã trải qua nhiều thăng trầm khi bắt đầu kinh doanh, không có thông tin về tình cảm và gia đình. Ba ơi, Lâm Nhụy Hy cất tiếng gọi Tông Cảnh Hạo. Chúng ta ở khách sạn sao? Nếu như ở, thì tôi sẽ đi sắp xếp. Thẩm Bồi Xuyên hỏi lại một lần nữa. Tông Cảnh Hạo đứng dậy, quay đầu qua nhìn anh ấy nói,
Trên xe tuy là nói cái gì cũng có, nhưng không gian nhỏ, nên suy cho cùng thì việc nghỉ ngơi trên xe cũng không thoải mái. Cúc áo rơi rồi Lâm Nhụy Hy ngồi khoanh tròn trên giường, bên cạnh là Lâm Hy Thần đang nằm ngủ THIEPD. Ba xem nào. Lâm Nhụy Hy nhặt lấy cúc áo đưa đến trước mặt anh, chỉ vào chỗ cổ áo, ở đây, bị rơi ra. Ba lấy cho con một bộ khác. Trang Tử Khâm thu dọn quần áo cho cô bé, đều đặt ở trong tủ. Anh mở tủ ra tìm lấy một bộ này nhé. Lâm Nhụy Hy lắc đầu, đó là đồ ngủ. Tông Cảnh Hạo tiếp tục tìm bộ này. Để con tự tìm, Lâm Nhụy Hy đã vô cùng thất vọng với Tông Cảnh Hạo, từ trên giường trượt xuống, lôi đồ ở trong tủ ra, cầm lấy một chiếc váy màu xanh, bộ này, sinh nhật lần trước má mì đã mua cho con. Không nhắc đến sinh nhật, Tông Cảnh Hạo cũng vẫn chưa biết hai đứa trẻ được sinh ra lúc nào. Tông Cảnh Hạo giúp cô bé cởi bộ đồ bị rơi mất cúc ra, mặc chiếc váy màu xanh mà cô bé thích lên, thêm một chiếc áo len dệt kim. Trông rất xinh đẹp, Lâm Tần Ngôn rất biết chăm chút cho con gái, biết con bé hợp với kiểu quần áo như nào. Nhìn con gái, trái tim Tông Cảnh Hạo khẽ rung động, hỏi, Tiểu Nhụy, sinh nhật của con vào lúc nào? Tháng năm ạ, cô bé bĩu môi, sinh nhật năm nay đã qua lâu rồi, chỉ có thể đợi đến sinh nhật năm sau thôi. Tông Cảnh Hạo đưa tay ra xoa đầu cô bé. Lúc này xe đã dừng lại, Thẩm Bồi Xuyên bước vào, tìm được khách sạn rồi, đây là khách sạn tốt nhất ở Bạch Thành. Chuyện đề cử, sự hấp dẫn của tổng tài, công lược trái tim. Anh ấy giang hai tay ra, thuộc sự sở hữu của doanh nghiệp Bạch Thị. Không quá bất ngờ vì đại đa số các doanh nghiệp ở Bạch Thành đều thuộc sự sở hữu của Bạch Thị. Con có thể gặp má mì không? Lâm Nhụy Hy được Tổng Cảnh Hạo ôm vào trong khách sạn, tưởng đã đến nơi có thể gặp Lâm Tân Ngôn cho nên mới hỏi. Tổng Cảnh Hạo ngây người, rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cô ấy đang chơi trốn tìm với chúng ta, cô ấy muốn ta đi tìm, giờ chúng ta vẫn chưa tìm được cô ấy. Lâm Nhụy Hy chu môi, vâng ạ. Bạch Thành không rộng lớn, nói là một huyện thành nhưng thực ra lại giống một gia tộc lớn, thuộc gia tộc Bạch Thị. Khách sạn không được tính là năm sao nhưng môi trường, vệ sinh, phục vụ đều rất tốt. Thẩm Bồi Xuyên ôm Lâm Hy Thần vẫn chưa ngủ dậy trên tay, phía sau còn có vài người giúp xách hành lý. Đây là khách sạn lớn nhất Bạch Thành, hết cách rồi, nơi nhỏ thế này cậu có quen không? Từ khi nào mà Tông Cảnh Hạo ở được cái khách sạn như thế này? Trong này rất ổn mà, Lâm Nhụy Hy chớp mắt. Không hiểu sao chú Thẩm nói như vậy. Tông Cảnh Hạo để cô bé dựa đầu vào lòng mình, không để bé nghe thấy. Lâm Nhụy Hy mở to mắt nhìn khuôn mặt anh, khóe mặt hạ xuống, cong cong như hình trăng lưỡi liềm. Ba ơi, ba đẹp trai quá. Nói xong cô bé ngại ngùng vùi đầu vào lòng anh trốn. Bỗng dưng anh được lời nói của con gái làm cho vui vẻ. Từ khi Lâm Tân Ngôn mất tích anh chưa cười lần nào. Lúc này lại vì lời này của con mà khóe miệng giãn ra vài phần. Vậy còn có yêu ba không? Cô bé không nghĩ ngợi nói, yêu anh hôn lên tóc con gái. Hai ngày nay không tắm nên không còn mùi dầu gội nữa. Tuy thế anh vẫn cảm thấy cô bé rất thơm. Tới phòng, Thẩm Bồi Xuyên đặt Lâm Hy Thần lên giường. Kiểm tra xung quanh một lúc, anh biết Tông Cảnh Hạo muốn được yên tĩnh cho nên đã bao hết cả tầng. Lâm Nhụy Hy ở trong phòng nhún nhảy, ba ơi tắm cho con được không? Tông Cảnh Hạo gật đầu, Bé chạy lại ôm chân anh, rụi rụi đầu, ba thật là giống má mì ao. Anh đưa tay nâng cằm cô bé, giống chỗ nào? Đó là con muốn gì má mì cũng đồng ý. Nói xong cô buông anh ra, tung tăng chạy đi. Ở một nơi khác, vết bỏng ở lưng Bạch Dận Ninh không nghiêm trọng. Có vài bóng nước nổi lên, bác sĩ đã xử lý qua. Tiểu Liễu đứng trước cửa như đứa trẻ mắc lỗi đứng dựa đầu vào cửa, mắt đỏ hoe như vừa khóc xong. Lâm Tâm Ngôn ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường, cảm ơn anh.
Nếu anh không đến kịp thì lúc này người nằm trên giường có lẽ là cô. Thật sự muốn cảm ơn tôi, Bạch Dận Ninh nằm nghiêng trên giường nói. Vì lưng đã được bác sĩ bôi thuốc nên anh không nằm bình thường được, nếu không sẽ động vào làm vết thương phồng rộp. Đương nhiên Lâm Tâm Ngôn sợ anh đưa ra yêu cầu vô lý nào đó, nên lại nói thêm là điều nằm trong khả năng của tôi. Bạch Dận Ninh khẽ cười, yên tâm, sẽ không bắt cô lấy thân báo đáp đâu. Khóe môi Lâm Tâm Ngôn khẽ giật giật, anh nhìn cô, giúp tôi lấy cốc nước. Cô đưa tay lấy bình nước trên bàn, Tiểu Liễu nãy giờ đứng bên cửa liền xông vào, để tôi làm. Cô muốn lấy công chuộc tội. Sắc mặt Bạch Dận Ninh bình thản nhìn cô ta, Tiểu Liễu vẫn còn muốn làm căn nà. Tiểu Liễu muốn giải thích nhưng lại bị anh chặn họng, đi, đóng cửa suy nghĩ, không có sự đồng ý của anh, không được xuất hiện trong phòng này. Nhưng cái gì? Giọng của anh hơi lạnh. Ai chăm sóc anh? Tiểu Liễu muốn ở lại. Cậu chủ, em sai rồi, là em không tốt, để em chăm sóc anh có được không? Tiểu Liễu, anh bị thương không thể tức giận, em vẫn muốn làm anh nổi giận có phải không? Giọng anh lại trầm xuống vài phần. Bình thường anh rất dịu dàng, lạnh lùng thế này khiến Tiểu Liễu hơi sợ hãi, không dám phản đối, nghe lời ra khỏi phòng. Anh dọa cô ấy sợ rồi, cô ấy cũng không cố ý mà. Lâm Tâm Ngôn muốn nói thay cho Tiểu Liễu, cô ấy rất quan tâm anh. Bạch Dận Ninh lại không muốn bàn chuyện này với cô, cố ý đổi chủ đề, cô muốn tôi chết khát hay sao? Cô chỉ đành đi rót nước cho anh. Lúc này chiếc điện thoại trên bàn của anh rung lên, Lâm Tâm Ngôn thấy anh không tiện liền cầm lấy đưa anh, điện thoại của anh. Anh nhìn màn hình, là giám đốc khách sạn gọi tới. Anh ấn nút nghe để bên tai. Cậu chủ, có một người khách tới đây, nhìn rất có địa vị, bọn họ bao cả một tầng. Bạch Dận Ninh giao phó cho ông những ngày này nếu có người ngoài tới đều phải báo cho anh. Cho nên khi có một người ngoài tới ông sẽ lập tức gọi điện báo cho anh. Anh ngước mắt nhìn Lâm Tâm Ngôn đang rót nước, rồi trả lời lại, biết họ là người ở đâu không? Thành phố B. Họ mang theo hai đứa trẻ, hiện giờ cả tầng đều không có ai được vào, họ cũng không cần người phục vụ. Nếu cần gì đều tự xuống lấy, chúng tôi không tiếp cận được, có phải người cậu đang tìm không? Lâm Tâm Ngôn mất tích chắc chắn sẽ có người đi tìm, anh cho người để ý khách bên ngoài tới để sớm phát hiện ra người đến tìm cô. Tôi biết rồi, anh không dám chắc chắn đối phương có phải tới tìm cô hay không. Ngắt điện thoại. Cô đưa nước cho anh uống. Anh đặt điện thoại xuống, khi nhận nước vô tình nói, khách ngoài tới khách sạn, giám đốc báo lại với tôi một tiếng. Lâm Tân Ngôn cũng không để tâm, chỉ làm như anh nói vu vơ thôi. Đúng là một thông tin hữu ích, chỉ sợ cũng không nói với cô. Anh uống xong cô nhận lấy cốc nước, khi đó tay anh còn chưa buông ra, đúng lúc ngón tay chạm vào tay anh, cô giật mình rụt tay lại. Ánh mắt Bạch Dận Ninh nhìn chỗ cô chạm đến, nơi đó dường như lưu lại hơi ấm của cô, rất nhạt, thời gian quá ngắn, ấn tượng không sâu. Tôi cũng không có độc, sợ tôi làm gì như vậy sao? Hai tay Lâm Tân Ngôn siết lại, vẻ mặt nghiêm túc, tôi không sợ anh, không giấu gì anh tôi đã kết hôn rồi, cho nên bất kể là anh hay người đàn ông nào khác thì tôi đều duy trì khoảng cách nờ. Lúc này Lâm Tâm Ngôn đưa bản hợp đồng hôn nhân với Tông Cảnh Hạo ra làm lá chắn. Nếu cô nói cô có con rồi, khiến Bạch Dận Ninh kinh ngạc hoặc không tin, nhưng lần này, anh ta thả lỏng cơ thể, nửa phần mặt vùi vào gối. Cô mới bao nhiêu tuổi mà đã kết hôn sinh con rồi, không lẽ là sợ tôi có ý đồ với cô nên mới nói vậy chứ? Tôi không đeo, cô giả vờ bình tĩnh. Khi đó kết hôn với Tổng Cảnh Hạo có bao nhiêu mục đích, hơn nữa chỉ có một tháng, ai rảnh mà tặng nhẫn cưới. Bạch Dận Ninh không tin cô từng kết hôn sinh con, nhưng những người khách của khách sạn khiến anh không thể không nghĩ nhiều. Anh nhìn Lâm Tân Ngôn, rơi vào trầm tư. Lâm Tân Ngôn không muốn ở một mình với anh,
anh nghỉ ngơi đi, tôi về phòng đây. Nói xong Lâm Tâm Ngôn đứng dậy, vịn vào tường đi ra ngoài. Lâm Ngôn, đột nhiên Bạch Dận Ninh gọi tên cô. Lâm Tâm Ngôn quay lại, chuyện gì? Tôi thấy chiếc vòng trên tay cô rất đẹp, cô mua ở đâu thế?